xe khách 16 chỗ đấu đầu xe tải trong đêm, 8 người chết, nhiều người bị thương. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra lúc rạng sáng 21 tháng 7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận khiến ít nhất 8 người chết và nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 1 giờ sáng nay 21 tháng 7 tại km 1767 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận giữa ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 86B-1087, xe anh Trinh Hàm Thắng đi hướng Phan Thiết, Đồng Nai và ô tô tải biển kiểm soát 79N-0315 đi hướng ngược lại. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 16 chỗ do tài xế Nguyễn Thanh Tiệp 32 tuổi, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng cầm lái, còn tài xế xe tải là Phan Thanh Tùng, 29 tuổi, ngụ tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Xe khách chở khoảng 15 hành khách, hầu hết là người Bình Thuận. Trên xe tải, ngoài tài xế Phan Thanh Tùng còn có phụ xe Phạm Văn Tâm, 44 tuổi, ngụ thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Vụ tai nạn làm tài xế xe khách Nguyễn Thanh Tiệp chết tại chỗ, tài xế xe tải và phụ xe bị thương. Ngoài ra, có 4 hành khách trên xe 16 chỗ chết tại chỗ và 7 người khách bị thương nặng phải đưa cấp cứu tại trạm xá Tân Minh, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, đến 4 giờ 20 phút sáng, sau khi cậy chiếc xe khách 16 chỗ lên, lực lượng chức năng xác định có 6 nạn nhân chết tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại chết tại bệnh viện. Được biết đoạn đường xảy ra tai nạn khá vắng vẻ, dân cư thưa thớt. Vụ tai nạn đã gây kẹt xe nghiêm trọng trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vụ tai nạn đấu đầu khiến xe khách 16 chỗ quay ngược 180 độ và va vào thành cầu, tai nạn ngay vị trí có cây cầu. Chiếc xe 16 chỗ bị va chạm mạnh nên biến dạng. Còn xe tải cũng văng vào lề đường bên chiều xe chạy. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do ô tô 16 chỗ đi không đúng phần đường. Trên đoạn quốc lộ 1A qua khu vực vụ tai nạn, xe cộ kẹt thành hàng dài hai bên đường. Hiện lực lượng chức năng đang cẩu xe khách lên khỏi lề đường. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hàng chục cây số do vụ tai nạn vẫn diễn ra. Đội cảnh sát giao thông Hàm Tân phải huy động hết lực lượng để điều tiết, giải tỏa kẹt từng chiều. Dưới đây là một số hình ảnh và video phóng viên gửi về từ hiện trường vụ tai nạn.